Hello, xin chào tất cả các bạn là các học sinh lớp 3 nha. Các học sinh lớp 3 thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ học bài hình tam giác, hình tứ giác. Tớ dùng 3 cây bút để xếp hình tam giác. Tớ dùng 4 cây bút để xếp hình tứ giác. Hình tam giác có 3 cạnh. Hình tứ giác có 4 cạnh. Hình tam giác ABC có 3 đỉnh là A, B, C. Có 3 cạnh là AB, BC, CA. Hình tứ giác EKX T có 4 đỉnh là EKX T. Có 4 cạnh là EK, KX, XT và TA. EK, KX, XT và TA. Nối theo mẫu. Hình vuông GHIK có 4 đỉnh là GHIK. Có 4 cạnh là GH, HI, IK và KG. Hình chữ nhật ABCD có 4 đỉnh là A, B, C, D. Có 4 cạnh là A, B, B, C, D và D. Hình tứ giác O, L, M, N có 4 đỉnh là O, L, M, N. Có 4 cạnh là O, L, L, M, M, N và N, O. Hình tứ tam giác U, T, V có 3 đỉnh là U, T, V. Có 3 cạnh là U, T, T, V và V, U. Và qua trang tiếp theo. Bài số 1. Câu A. Hình thay vào dấu hỏi là màu gì? Như vậy hình thay vào dấu hỏi là giữa ô màu xanh và màu tím, là thay vào là màu vàng. Màu vàng nghe không? Hình thay vào dấu hỏi có mấy cạnh? Như vậy hình thay hỏi có tam giác này, tứ giác hình tròn, tam giác tứ giác hình tròn. Như vậy đây sẽ là tam giác. Có 3 cạnh nha. Ta qua bài số 2. Hình thay vào dấu hỏi có mấy cạnh? Vậy hình thay vào dấu hỏi là có 4 cạnh nha con. Có 4 cạnh là màu xanh dương. Màu này nè, màu xanh dương nè, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu xanh dương, màu xanh lá cây, màu đỏ, màu xanh dương. Tiếp tục. Đất nước em có biết một loại lương thực mà tên gọi có từ tam giác? Lá của cây tam giác mạch, cánh đồng tam giác mạch ở Hà Giang, nhưng mà có chữ tam giác. Nước ta có một vùng đất trồng lúa rộng lớn, có hình dạng gần như một tứ giác, thường được gọi là tứ giác Long Xuyên. Tứ giác Long Xuyên đây các em, các con: Long, Hà Tiên, Châu Đốc, Long Xuyên, Rạch Giá. Các thành phố Hà Tiên, Rạch Giá thuộc tỉnh Kiên Giang, các thành phố Châu Đốc, Long Xuyên thuộc tỉnh An Giang. Tìm vị trí các tỉnh Hà Giang, Kiên Giang, An Giang trên bản đồ. Hình 96. Các con học sinh lớp 3 thông minh, bài học hình tam giác tứ giác
Trong chương trình sách giáo khoa toán lớp 3 chân trời sáng tạo, đến đây là hết rồi nha các con. Xin chào tạm biệt và hẹn clip sau nha. Bye bye.